đánh tiêu, cao thủ đánh tiêu suốt ngày. Bụt mỏi tay được cái gì đâu, cái hồ nước thì lông cá thì ít. Hả? Nay lại chuyển lên đây à? Ai câu hổ này đấy cơ? Chưa câu à? Có câu không? Thế ông nào ông về đấy? Đang câu à? Ông kia ông lại nghe ông bỏ ra đi một câu tưởng. Thả đấy đi em ơi. Thì ui rau muống này, rau muống Hà Nội nước bật tốt, lá to như lá sen. Đây đang đi tìm cái ổ ở bên kia, ông kêu không câu nữa rồi lại câu, cuối cùng là câu lại cái ổ này. Đá bùn ở dưới đi tí em ơi. À, cho nó đến cái nền cứng cứng ấy xong thả thính vào trong. Đéo sợ đâu. Đánh đây kiểu gì cũng được mà. Căn phao luôn. Xong là tí em để phao giữa ổ đấy xong rồi đi lên xong căn ổ. Có để tơi tí nào không? Ở chỗ đấy à? Mới đâu anh? Anh cứ tưởng tí ở ngoài hả? Thả đi. Để luôn lên chân mặt nước đổ ấy, xong là cái nào nó chui ra ngoài thì em lấy chân em gạt vào cho mùi nó ra. Lấy cái chân dẫm nhẹ nhẹ cho cái cục thính nó bẹp ra để tí nhỡ rằng lục và nó đỡ bị tung lên em ạ. Dẫm vừa vừa đây không có lại dính mẹ vào đất. Ông kia ông đánh tiêu vù vù ấy. Em ơi, Tuấn Anh ơi. Vòng xe ra để đằng này này. Để đỡ mày đi. Đây, Tuấn Anh trên hồ Tây xuống này. Đấy, đang lòm dòm đi. Đấy, để phao thế này đẹp. Đi khẽ khẽ thôi, không có sục hết mẹ bùn lên. Chỗ đấy bùn thì sâu. Đấy, phao đây nhìn thấy phao rồi. Zoom to là nhìn thấy phao luôn. Đây hành lý anh mang này. Đồ rất chi là nhiều. Cái con máy này quay sướng hơn cái con máy bị mất em ạ. Oppo. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Ở đây thì mẹ mới đâu. Anh ngồi đây thì nó chẳng ở giữa hai cái này à? Thế.
Đấy. Chứ anh nhớ anh ngồi chỗ này, ngồi đây nhìn thẳng hai cái khe. Chỗ này bên ra thẳng. Cắm luôn cả tiêu đấy nữa, Đấy. chắc, chắc ăn. Anh em vừa xuống xong, em vừa thả thính. Vừa lấy lội xuống thả xong. Anh vừa xuống đến đây thì em gọi, không có thì anh mà biết em xuống tầm này thì anh ngồi anh chờ để hai anh em xuống đây. Ui mẹ. Cái lão kia là lão gọi lão kia ra câu. Chứ đéo phải gọi mình. Có mỗi cái ổ ngon anh đào ông yêu áo trắng đang ngồi mẹ tranh nhau câu. Ông ổ này anh được đánh kiểu gì cũng được chấm đi. Ông cứ thả nhiều thính à, mẹ ông ăn nhiều con nhỏ em coi rình rình, Chỗ ông này nuôi nhiều cái ổ nó nuôi hơi cá căng. to. Ở đây em căn thẳng cái ghế thẳng cái sọc đen cái kìa. Thì đến lúc về thả mình kéo nó dễ. Nó ngồi xuống làm sao mà cái ghế nó ở giữa cái đen cái là được. Bùn nó có xuống nhiều ổ không? Hôm nay đi vẹn đúng là anh đi thấy mè nó chạy ác lắm. Hôm nay oi đấy. Kiểu gì cũng dính mè. Ôi Mấy hôm nữa nó mưa liền mấy ngày mà. mẹ, mấy hôm em mưa liền em đi làm em đéo câu được, chừng em câu em làm toàn khủng long thịt. Mẹ mấy hôm mấy bố ấy câu toàn khủng long Hôm trước anh tay ngồi thật. kia kìa. Ngồi kia. Hôm mình làm một mớ. Tay thật bị cơn, mẹ phải đi trực đéo trực. Em bảo hôm nay mà nó ngồi hết em sang cô Hồ Vĩnh Tâm cô. Về sau cho cái thằng ở hồ bên cạnh nó ngồi. 8 giờ nó mưa rồi anh vừa giật trong vòng khoảng 20 phút đóng hai con chấm. Vừa lên xong phát thu cần về luôn. Nhưng Nó mà bảo là cá không đang ăn ăn. nhau hôm em câu với thịt mẹ đúng 20 phút hai con chấm kiểu nó ăn vào ăn thôi là. Phát trước phát phát trước một con chép này thế xong rồi một con mè này xong rồi hai con chấm. Vậy chỗ này đông khủng khiếp quá rồi. Ủa bên kia anh. Cái ổ ông kia đang ngồi. Ổ anh đào anh tranh nhau câu. Anh bắt nhiều cá to nó thấy thế nó nhảy vào. Cả Bắt cái hồ này lồn có mỗi em. chỗ đấy câu ngon nhất với cả cái chỗ này. Bắt lồn em ở trên kia em bỏ ổ vắt địt mẹ mấy hôm đéo câu mấy ông câu như phá mà. Mẹ mày nuôi ổ Đấy. mấy cả đái Từ mỗi ngày ngày 2 cân ốc thả xuống. Rồi thả. mai là nó mưa nó mưa dài dài đâm ra là địt mẹ đéo câu được đâu. Em Mày càng mưa em lại càng thích câu. mày Thế nó mưa càng ngồi mưa lại càng thích. chỗ đấy có chỗ ngồi đây mình đéo có chỗ ngồi em. Đây ra ngồi ướt hết mẹ. Em còn vợ em còn mặc áo mưa em câu. Nó mưa không thì câu được. Sợ nhất là mưa kiểu chớp, sấm chớp Chứ mưa sấm chớp thì tôi rút cần đi về. thôi để em Rút về cần đi về cho thẳng. nó nhanh chợ. Rút cần đi về thẳng. Nếu mà xác định nếu mà câu của đây nếu mà À câu đấy. trong mưa. Cái hôm mà tối anh ngồi kia à. Đi vậy mình đang cầm cái cần câu chớp nó đánh rình nhá, mình nó đánh to mình giật mình vứt mẹ cả cái cần được đất. Thế Vãi đái. xong thế xong cũng thu cần đi về mình gọi cái thằng hồ ở bên cạnh ra. Mình bảo ra đây mà câu. Lại một cần thủ nữa. Mưa to em vứt con mẹ rồi. Hôm mà em câu làm được con chê chê lai 7 cân còn mang về trò ăn mình nuôi. vừa cài cái gói mi mắc 60 mê bảo cài một hôm em ạ. Thế là vừa xuống quay cái gì nhỉ live stream ở trên YouTube trực tiếp địt mẹ Là 15 phút. chưa được một phút hết con là bảo hết dung lượng 60 mê mình gõ địt mẹ. Đây hút hút kinh làm. Cái này thì khoảng tầm chỗ này thì lâu hơn tí khoảng tầm tiếng cá bà. Nên là làm buồn. Chỗ này lâu hơn tí chỗ kia thì nhanh hơn chỗ Anh kia. Tuấn Anh là làm giao thông gì à? Đâu Tuấn Anh này khác. Tuấn Anh khác. Hai Em Tuấn bên Anh. trật tự nước công an phường trật tự. Lê Tuấn Anh bên sở giao thông. Câu trên đấy chỉ dính ăn va va đéo ăn gì.
Thế đéo nó lại hàn cái chân ngắn thế em. Hơi ngắn. Mất công bảo nó hàn hàn mẹ cái sắt 10. Sắt sắn nó mang xuống cắm đây là. Chắc hẳn luôn. Ờ. Sau về là mẹ là bú hai chân cắm ra. Cởi mẹ quần ra không có thì ngồi nó mưa lai dai ướt em ạ. Nó ghi là 14 chấm Lai chim nhưng mà một đã cái được là 14 chấm đâu. Đấy, cái này ví dụ lần sau đi mang cái chân cắm đi quay cho mà cắm vào cái đầu phao này để ở đây nó zoom ra cái đầu phao này, đầu phao của anh đỏ nó dễ nhìn hơn. thì dùng nguyên đầu phao này. Ừ, thế thôi, cần đéo nhiều. Tôi cái này nó hay, cái cam nó trên này nó hay bị vướng tay, đéo nó đèn flash bật bật ngày này. Trên cài là cái gì chạm thôi. Ngồi chỗ này nó ổn, nó đen, ngồi này nó bằng phẳng là có đẹp bên trong view. Chỗ kia hôm trước anh mới đào, mới đào được chỗ đây để ghế. Yeah. Anh lấy cái trống cần anh đào rồi đào lại bên kia nó chỗ cả ở trong này anh xốp lên nó mầm này. Nước nó sạch mà nó phát tán mùi nó phụt phát đóng dùm đó. Thì anh có giật khó nhiều con người có những cái mơ gì kỳ nhiều anh dọn bể rất đẹp mà ạ.